Anh chị thấy ở nhà em nuôi chó nhiều không? Này nó khóc, nó buồn. Bởi vì nó đi bơi mà nó bị ba nó ăn hiếp, ba nó cắn nó. Ba nó cắn nó dưới sông. Rồi em cho hai con bơi ngược dòng nước một cây số. Bị thương cái chân, đau. Hai cha con nó quýnh lộn nhau hoài. Nhà nuôi một bầy chó. Hung dữ là em sẽ cho nhịn ăn. Niệm A Di Đà Phật đi cho ăn nè. Anh chị thấy không, em là ăn chay là chính. Này là đồ ăn của ta, của dịch chứ không phải của em. Ba của em ở với em là em cho ăn chay chung luôn. Nhà có mấy trái chanh, trái ớt. Nồi này nồi đồ ăn chó luôn. Bịch này em cho bên Hàn Quốc gửi, bên Mỹ gửi về. Barbecue Hàn Quốc, mấy đồ bên Mỹ mà em không ăn thịt. Em buồn ngủ quá. Bữa nay em thức tới 7 giờ, em buồn ngủ quá, 7 rưỡi. Nè, tập ăn đu đủ. Đây là đồ ăn của tôi, bữa nay tôi chia sớt bữa ăn cho con á. Ăn ngay. Đứa nào không ăn chết, hắn chịu. Chết đói á. Cái gì vậy? Nè, thấy đu đủ là nước ngon không? Đu đủ còn sống, đu đủ nhà chồng. Tập ăn trái cây. Từ từ tôi cũng cho tụi con ăn chay hết à. Về làm thần thú còn cho ăn mặn để có sức mà tập luyện bơi lội. Bơi lội giỏi rồi thì cho làm tiên thú ăn chay luôn. Ăn đây đứa nào mà ăn được là thương lắm luôn. Còn bữa nay cái chân gì hả? Đau hả? Đau cũng không sao. Trời ơi, khóc luôn kìa. Ba ác quá à. Con ba hả, lợi dụng thằng con đang bơi dưới sông, con ba bay lại cắn. Rồi chấn nước hai con ba luôn. Con ba cũng bị em chấn nước luôn tại nó sung quá. Hai cha con nó ra sông với nhau mà bính lộn với nước như thủy quái vậy. Thủy chiến vậy. Nó bính lộn. Cho em 1 triệu view em sẽ quay cảnh tụi nó bính lộn với nước cho coi. Mà nó bính lộn vậy nó mới thương nhau đó. Nó cùng nhau đối diện với sống chết ở dưới nước. Nó hết bính lộn, hết sung. Chỉ có đu đủ thôi. Không ăn thôi, chết đói. Ăn đi. Mai hái rau trong vườn ra cho ăn nữa. Đó, chó em luyện tập là như vậy đó anh chị. Đứa nào ăn chay được thì tốt. Đây là khẩu phần ăn chiều nay của em á. Mà em dùng luôn cho nó. Em uống nước lã, đậu. Mai mới có ăn mà nồi bếp ga nhà nó hết rồi.